Tại chung kết FIFA Club World Cup 2023, thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola đã thể hiện sức mạnh vượt trội trước nhà vô địch Nam Mỹ để giành thắng lợi 4 sao đầy ấn tượng, qua đó thâu tóm nốt danh hiệu cuối cùng mà một đội bóng châu Âu có thể chạm tới trong một mùa giải. So với trận bán kết thắng Urawa Red, Nhật Bản, Man City thực hiện 3 sự điều chỉnh trong danh sách xuất phát trước Flumin, khi Ruben Dias, Rico Luiz và Julian Alvarez thế chỗ của Akanji, Nunes và Kovacic. Ngay giây thứ 40, tỷ số đã được mở hậu vệ lão tướng Marcelo phá bóng mạnh lên phía trên nhưng vẫn bị Na Thần E bắt được. Sau vài nhịp dẫn bóng, cầu thủ người Hà Lan tung ra cú nã đại bác tầm xa nhưng không thể tạo thành siêu phẩm vì bị cục dọc từ chối. Bóng bật ra và Julian Alvarez có mặt, không khéo đổ người dùng ngực đánh bóng vào lưới trống. Phút 17, Cano đã ngã trong vùng cấm địa Man City sau pha va chạm với thủ thành đồng hương Ederson và Flumin gần như chắc chắn sẽ có 11m nếu như Cano không rơi vào thế việt vị trước đó khi băng xuống đón đường truyền của Ganso. Phút 27. Man City nâng tỷ số lên 2, không. Sau một đợt triển khai tấn công bên cánh trái, Phil Foden tính căng ngang vào trong cho đồng đội nhưng trung vệ đội trưởng Nino của đối thủ đã ngăn chặn thành công, chỉ có điều bóng được phá về. Lưới nhà. Dù bị dẫn hai bàn khá dễ dàng do trên lệch rõ rệt về thực lực song Flumin vẫn thi đấu đầy cố gắng, tự tin cầm bóng tổ chức tấn công khi có cơ hội. Cuối hiệp 1, Flumin có cơ hội nguy hiểm nhất từ đầu trận với cú đánh đầu của Ariad từ một tình huống phạt góc nhưng thủ thành Ederson đã tung người cản phá quá hay. Đầu hiệp 2, Cầu môn Flumin liên tiếp rơi vào sóng gió và chỉ có tài năng của thủ thành Fabio mới giúp đội bóng Brazil không phải nhận bàn thua thứ ba sau những pha dứt điểm của Foden, Alvarez hay Bernardo Silva. Lão tướng Marcelo, cầu thủ được biết đến nhiều nhất trong thành phần Flumin đã rời sân vào phút 61. Hậu vệ 35 tuổi từng nhiều năm khoác áo Real Madrid và giành vô số vinh quang đã không thể giúp ích gì nhiều cho đội bóng Brazil, thậm chí anh còn góp sức vào bàn thắng mở tỷ số của đối thủ. Đến phút 72, Vô đần chính thức đưa được tên lên bản điện tử sau pha ập vào dứt điểm thành bàn đơn giản từ đường căng ngang dọn cổ của Anvazet. Chiến thắng của Man City không thật sự trọn vẹn khi Rodri có dấu hiệu bị đau và được rút ra khỏi sân vào cuối trận. Rodri quan trọng ra sao với Man City đã là điều không cần phải bàn cãi. Tỷ số trận chung kết FIFA Club World Cup 2023 được ấn định 4-0 vào phút 88 sau pha xử lý và dứt điểm hoàn hảo của Julian Anvazet. Cầu thủ đã mở màn cho chiến thắng của Man City. Như vậy man city đã giành chức vô địch fifa club world cup đầu tiên trong lịch sử đồng thời trở thành đội bóng anh đầu tiên giành năm danh hiệu trong một năm dương lịch huấn luyện viên pep guardiola có thêm một danh hiệu nữa bổ sung vào bộ sưu tập vốn đã quá đồ sộ của mình để tiếp tục củng cố vị thế trong hàng ngũ những chiến lược gia